Em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em thanh lý vài cục pin của Milwaukee. Giá thanh lý nha anh em, chỉ có bao test cho anh em 1 tuần thôi, không có bảo hành. Thì thanh lý cục pin zin, nó là 6 viên Samsung 30W và giá thanh lý thì 350 một viên, 350 một viên ha anh em ha. Thì sạc đầy pin zin nha, pin zin, pin chưa có khui và chạy máy ok ha. Rồi test thử cho anh em xem. Đây. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 880. Em Tùng cảm ơn anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ mình ha. Cảm ơn anh em. Đây, giá thì Tùng sẽ gửi đến anh em là nó là nghiêng zin, chưa có khui, chưa có tháo gì. Bên này bên Mỹ vậy. Thì 6 viên 30W và 6A. 6A ha, lướt lướt xíu chưa có tháo. Rồi, chỉ có 350. Anh em quan tâm liên hệ mình.